thuật ủ phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Phân hữu cơ vi sinh là loại phân bón có chứa các chất dinh dưỡng đa trung vi lượng dưới dạng các lớp chất hữu cơ và vi sinh vật có ích, hữu hiệu dùng trong sản xuất nông nghiệp chung và trong canh tác theo hướng hữu cơ nói riêng. Phân hữu cơ vi sinh được sản xuất, ủ từ các loại phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, thân cây, lá cây, cỏ dại, các loại mùn sơ dừa, bã mía, vỏ trấu, mùn cưa, phoi bào, vỏ lạc đậu, bã cà phê và rác thải hữu cơ khác, cùng với chất thải, nước thải trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Lợi ích của việc ủ phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Tận dụng được các loại chất thải, nước thải chăn nuôi, các loại rác thải hữu cơ và hầu hết các loại phế phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ vi sinh giàu dinh dưỡng và vi sinh vật có ích cho cây trồng. Góp phần giảm chi phí đầu vào và tăng tính chủ động về vật tư đầu vào như phân bón trong sản xuất nông nghiệp. Giảm ô nhiễm môi trường do tình trạng xả thải phân và nước thải chăn nuôi ra ngoài môi trường sống tại các khu vực chăn nuôi, cũng như việc đốt bỏ rơm rạ, thân lá cây, cỏ khô và phế phụ phẩm nông nghiệp khác, đặc biệt là rác thải sinh hoạt có nguồn gốc hữu cơ. Rút ngắn thời gian phân hủy chất thải chăn nuôi, rác thải hữu cơ và phế phụ phẩm nông nghiệp, giúp thuận lợi hơn trong việc vận chuyển và sử dụng phân bón cho cây trồng. Chất thải chăn nuôi được ủ thành phân hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng, có thể hạn chế các mầm bệnh, tăng chất dinh dưỡng và cải thiện độ tơi xốp của đất, an toàn cho cây trồng, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Vị trí, địa điểm ủ phân. Chọn nơi thuận tiện cho việc ủ phân, có thể ủ ngoài ruộng, trong vườn hoặc bãi đất trống gần chuồng trại chăn nuôi. Có thể ủ trên nền đất hoặc nền gạch, nền xi măng bằng phẳng. Ủ ngoài trời hoặc tận dụng khu chuồng trại chăn nuôi, nhà kho cũ có mái che để ủ. Cần đào rãnh nhỏ xung quanh để dẫn thoát nước vào hố gom hoặc khu vực thấp hơn, tránh tình trạng nước ủ phân chảy ra ngoài khi tưới quá nhiều nước và không để nước mưa chảy tràn qua nền đống ủ. Nguyên liệu. Tính cho đống ủ khoảng 1 tấn. Chất thải chăn nuôi, phân trâu, bò, lợn, gà 700 kg. Phụ phẩm nông nghiệp 300 kg. Chế phẩm sinh học 2-3 gói chế phẩm sinh học Emix dạng bột, định lượng 200g một gói. Mật rỉ đường, nếu có sẽ tốt hơn, 250ml, khoảng 1/4 chai 1 lít. Lưu ý! Phế phụ phẩm nông nghiệp khô thì cần bổ sung nước tưới để làm ẩm nguyên liệu. Các loại nguyên liệu quá dài nên được băm nhỏ thành đoạn 15-20cm để quá trình ủ được thuận lợi hơn. Có thể bổ sung thêm chút cám gạo khoảng 1-2kg và NPK 2-3kg sẽ giúp tăng chất lượng phân ủ thành phẩm. Các bước thực hiện. Bước 1. Ủ. Rải một lớp phế phụ phẩm nông nghiệp có độ dày 20-25cm lên bề mặt vị trí ủ, có hình dạng tròn đường kính 2-2,5m hoặc hình chữ nhật
có chiều rộng 1,5m, chiều dài 3m. Rải thêm một lớp chất thải chăn nuôi như phân trâu bò, lợn gà dày 7 đến 10cm lên trên lớp phế phụ phẩm nông nghiệp đã rải. Dùng cào ba răng đảo nhẹ để trộn lẫn hai loại nguyên liệu với nhau. Cho mật dỉ đường và chế phẩm sinh học Emix vào nước trong xô nhựa, khuấy kỹ cho mật dỉ đường và chế phẩm được hòa tan trong nước. Cho nước này vào ô doa, tưới đều lên bề mặt nguyên liệu đã rải, đồng thời dùng cào ba răng tiếp tục đảo nhẹ, giúp nước có hòa mật dỉ đường và chế phẩm sinh học thấm đều khắp nguyên liệu. Tiếp tục rải nguyên liệu, lớp nguyên liệu, tưới nước có hòa mật dỉ đường và chế phẩm sinh học, đảo trộn như trên cho tới khi đống ủ có chiều cao khoảng 1 mét hoặc khi hết nguyên liệu thì vun gọn lại. Dùng một tấm bạt dứa hoặc ni lông bao tải để che phủ kín toàn bộ bề mặt đống ủ. Sau đó che đậy thêm bằng các tàu lá cọ và lấy vài khúc gỗ hoặc tre đè lên bề mặt bạt. Tại các góc và mép của bạt dùng viên gạch đá để chèn nhằm tránh tình trạng bị gió thổi tốc bạt tre. Lưu ý! Tùy loại nguyên liệu và tỷ lệ các loại nguyên liệu khác nhau mà sử dụng lượng nước pha chế phẩm sinh học cho phù hợp. Nếu có nhiều thân lá cây xanh, rơm rạ còn tươi hoặc phân trâu bò ướt thì giảm lượng nước. Ngược lại, nếu có nhiều cỏ, lá cây, mùn cưa, phoi bào, vỏ trấu khô hoặc phân trâu bò, phân gà đã khô thì phải tăng lượng nước tưới. Khô quá hoặc ướt quá đều làm giảm hiệu quả ủ vi sinh, thậm chí nếu quá ướt có thể gây hư hỏng đống ủ. Không cho các nguyên liệu như lá, vỏ của các loại cây và quả có tinh dầu như quế, tràm, bạch đàn, cam, bưởi vào đống ủ vì sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của vi sinh vật. Các nguyên liệu này cũng không bị phân hủy trong thời gian rất dài. Không rắc vôi bột vì vôi sẽ tiêu diệt một phần và làm giảm hiệu quả hoạt động của vi sinh vật. Cần phải che phủ bạt càng kín càng tốt và tuyệt đối không để nước mưa chảy vào đống ủ nhằm đảm bảo điều kiện tối ưu cho vi sinh vật hoạt động, ổn định nhiệt độ đống ủ và hạn chế thất thoát dinh dưỡng do bay hơi nước trong suốt quá trình ủ. Nếu có điều kiện sử dụng máy phay nghiền phế phụ phẩm nông nghiệp từ rơm rạ, thân lá cây ngô, cỏ voi, bã mía, vỏ quả dừa, thì sẽ giúp giảm nhân công, thời gian và làm tăng hiệu quả ủ phân vi sinh rất nhiều. Bước 2. Đảo trộn. Sau khi ủ được 10 ngày thì tiến hành gỡ bạt che phủ ra và dùng cào ba răng để đảo trộn toàn bộ đống ủ. Việc đảo trộn này giúp cho các loại nguyên liệu và chế phẩm sinh học được trộn đều, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình phân giải hữu cơ, giúp nhanh hoai mục và giảm thiểu mùi hôi. Nếu thấy đống ủ quá khô thì tưới bổ sung nước. Ngược lại, nếu thấy quá ướt thì có thể bổ sung các nguyên liệu khô hút nước như mùn cưa, rơm rạ khô trong quá trình đảo trộn. Cuối cùng, che phủ kín lại đống ủ như ban đầu. Lúc này, đống ủ có sinh khối nhỏ hơn so với ban đầu mới ủ. Sau khi đảo trộn lần 1 khoảng 10 ngày, tiếp tục đảo trộn lại lần 2. Cách làm tương tự như đảo trộn lần 1. Thời điểm này, các nguyên liệu cơ bản đã hoai mục, chuyển màu nâu đen và có nhiều mốc trắng rải rác, chính là vi sinh vật phát triển và hoạt động.
Đảo trộn xong, tiếp tục che phủ kín và chờ thêm khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa là có thể sử dụng phân ủ hữu cơ vi sinh thành phẩm. Lưu ý: nếu đảo trộn thủ công, lần 1 nên dùng cào 3 răng vừa đảo vừa cào hất nguyên liệu đống ủ sang vị trí ngay bên cạnh cho tới khi hết toàn bộ đống ủ. Tương tự, lần 2 sẽ đảo và hất nguyên liệu về vị trí đống ủ ban đầu. Thao tác như vậy giúp việc đảo trộn thuận tiện, dễ dàng và đều hơn. Trước khi đảo trộn, cần đánh giá mức độ ủ, các dấu hiệu cho thấy hiệu quả tốt và khả năng thành công cao như đống ủ nóng hoặc rất nóng, đặc biệt ở phần sâu bên trong đống ủ có thể lên tới 60 độ C. Mùa đông có thể thấy hơi nước bốc lên. Trên bề mặt đống ủ ướt nhưng càng bên trong càng khô và có nhiều mốc trắng tinh. Nguyên liệu chuyển sang màu nâu đen và hoai mục. Mùi hôi giảm rất nhiều sau 10 ngày và gần như không còn mùi hôi sau 20 ngày. Nếu thấy đống ủ nguội lạnh, quá khô hoặc quá ướt, không thấy mốc trắng xuất hiện, đặc biệt vẫn còn mùi hôi thối đậm đặc, thì đống ủ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc kém hiệu quả. Lúc này cần bổ sung nguyên liệu và chế phẩm sinh học, chỉ cần rắc đều vào khi đảo trộn. Trường hợp có máy đảo trộn, chỉ cần xúc đổ đầy nguyên liệu vào guồng máy và đợi khoảng 1 đến 2 phút là đảm bảo đã được trộn đều. Tiếp tục công việc cho đến khi hết toàn bộ nguyên liệu đống ủ. Máy giúp đảo trộn tốt hơn làm thủ công. Vì vậy, chỉ cần đảo trộn 1 lần là đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bước 3. Kiểm tra đống ủ. Trong quá trình ủ, cần kiểm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời các vấn đề hoặc sự cố có thể xảy ra, dẫn đến hiệu quả đống ủ kém hoặc thậm chí thất bại. Khi kiểm tra chất lượng đống ủ, cần mở hé bạt ra, quan sát bằng mắt hoặc dùng tay cào bới nhẹ một chút. Các dấu hiệu nhận biết và cách xử lý như phần lưu ý trong bước 2 ở trên. Lưu ý: trong điều kiện thời tiết quá lạnh mùa đông hoặc quá nóng mùa hè, hiệu quả ủ vi sinh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Nguyên liệu ủ là phân gà sẽ cần nhiều thời gian để hoai mục và hết mùi hôi hơn so với phân lợn, trâu bò, phân dê. Bề mặt của đống ủ thường bị ướt do trong quá trình ủ, hơi nước bốc lên, ngưng đọng tại bề mặt dưới của bạt và chảy ngược lại. Điều này là hoàn toàn bình thường. Khi kiểm tra, nếu thấy nước ủ phân chảy ra bên ngoài xung quanh mép bạt che phủ, thì có thể khẳng định luôn là đống ủ quá ướt, chưa đảm bảo kỹ thuật và cần xử lý kịp thời. Bảo quản và sử dụng phân ủ hữu cơ vi sinh. Phân ủ hữu cơ vi sinh thành phẩm có thể để tại chỗ dưới dạng đống ủ có che phủ bạt kỹ, sử dụng dần cho tới khi hết. Trường hợp cần thiết có thể đóng gói phân ủ vào trong các bao tải, cất giữ ở nơi râm mát và không bị mưa làm ướt, có thể dùng dần trong suốt một vụ hoặc cả năm. Có thể dùng phân hữu cơ vi sinh để bón lót, phối trộn với đất, bón bổ sung cho các loại cây trồng theo lượng khuyến nghị áp dụng đối với từng loại cây trồng cũng như từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây. Có thể sàng nghiền, sàng để lọc ra phân hữu cơ vi sinh dạng vụn nhỏ đồng nhất, thuận tiện sử dụng cho nhu cầu gieo hạt, bón cho rau khi còn nhỏ hoặc hoàn nước tưới. Trường hợp có máy móc hỗ trợ, tiến hành ép viên để giảm sinh khối, bảo quản lâu dài và dễ sử dụng hơn.
Lưu ý, trong phân hữu cơ vi sinh, ngoài các thành phần dinh dưỡng có giá trị và cần thiết cho cây trồng, thì còn có một lượng rất lớn các chủng vi sinh vật có ích giúp cải tạo đất và chuyển hóa dinh dưỡng dễ hấp thu cho cây trồng. Vì vậy cần bảo quản tốt nhằm tối ưu chất lượng và hiệu quả sử dụng. Phân ủ hữu cơ vi sinh có chất lượng, không có mùi hôi, tơi xốp, hoai mục và hầu như không tồn tại các loại nấm bệnh, vi khuẩn gây hại. Vì vậy có thể bón trực tiếp với số lượng lớn cho cây trồng mà không sợ bị cháy lá, ngộ độc hữu cơ cho cây trồng, kể cả cây non. Dự án tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mì cho Thế giới và Tổ chức Action on Poverty, được thực hiện bởi Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi và Ban Quản lý các chương trình phát triển cộng đồng huyện Tam Đường từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 6 xã Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma và Bản Giang.